Sau đây là kết quả xổ số Quảng Bình thứ 5, ngày 30 tháng 3 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 6, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 7, 3, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 6840, 3774, 5839. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 3388. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 47844, 23660, 16692, 35369, 13560, 32354, 36825. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 33507, 93145. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 02984. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 19207. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 661707. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 661707.